Vụ bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Và chiếc xe em đang cập nhật cho anh chị và các bạn đây là một chiếc xe thể thao với kiểu dáng rất đẹp. Xe có ngoại thất là màu xanh, nội thất của chiếc xe trang bị là màu nâu. Lăn bánh với quãng đường 15.000 km. Một chiếc BMW 430i phiên bản M Sport sản xuất là 2021. Còn bảo hành chính hãng. Và xe hiện đang có mặt tại cửa hàng là Giao Huy Auto số 5 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội. Anh chị và các bạn có nhu cầu có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và trải nghiệm. Xe có trang bị cho anh chị và các bạn hệ thống đèn LED cũng như là các tính năng an toàn công nghệ của chiếc xe rất là nhiều để anh chị và các bạn có thể trải nghiệm đầy đủ. Em mời anh chị và các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem xe. Xe có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn lên tới 70% giá trị xe. Về thời gian vay cũng như là lãi suất thì anh chị các bạn hãy liên hệ em để em có thể gửi thông tin chi tiết cụ thể cho các bác. Đây là những đường nét về hệ thống ghế ngồi cũng như là không gian để lên hàng ghế thứ hai. Với một mẫu xe thể thao thì cái không gian hàng ghế thứ hai này nó khá chật hẹp. Nó chỉ gọi là chống cháy thôi. Khi mà cần đi đủ 4 người hoặc 5 người thì mình có thể là lên hàng ghế thứ hai ngồi. Nhưng mà nó ngồi rất là chật anh chị ạ. Với những cái tiện nghi, tính năng, rồi là những cái phần bọc da đều là những chất liệu cao cấp anh chị nhé. Cửa thì có trang bị cửa hít đầy đủ với kính không viền. Cùng với đó là mui của nó là mui mềm. Khi cần gập xuống thì mình sẽ chỉ cần bấm nút thôi. Với không gian cốp chứa đồ của chiếc xe thì nó cũng mang lại cho anh chị và các bạn không gian chứa đồ rất là hẹp. Do cái phần chứa đồ nó còn để dành anh chị và các bạn có thể là đựng mui xuống. Đây là tổng quan chi tiết về không gian cốp chứa đồ của chiếc xe. Anh chị có thể tham quan. Mọi đường LED về hệ thống cản sau này, rồi là những cái phần chi tiết ốc ác keo chỉ là còn trong tình trạng là nguyên bản. Đơn vị thì đã kiểm tra rất kỹ các hạng mục cũng như là check test trong hãng rồi, nên rất là tự tin với những cái sản phẩm bán ra tại cửa hàng. Anh chị và các bạn khi mua chiếc xe này thì mình cũng lên mang vào hãng hoặc một bên thứ ba mà anh chị và các bạn tin tưởng để mình check chéo, đảm bảo an tâm cho mình, tránh được phải những cái rủi ro về xe tai nạn, ngập nước. Đây là những đường nét tổng quan chi tiết về không gian ngoại thất của chiếc xe để các bác có thể có cái nhìn tổng quát nhất. Đuôi xe với những phần ống xả được trang bị hai bên, cân xứng tạo lên cái những cái điểm nhấn cho chiếc xe. Hệ thống bóng đèn LED, rồi là những phần cảm biến trước sau. Đấy. Xe thì có kiểu dáng hai cửa. Đấy. Em mời anh chị và các bạn có thể đi tham quan cùng em về các chi tiết như là không gian khoang lái. Từ những phần cánh cửa đi vào anh chị có thể ngắm qua keo chỉ ốc ác, rồi hệ thống táp ly cánh cửa. Đấy, những đường nét chi tiết. Đây là những cái phần hệ thống bậc này, lên xuống này, rồi những phần táp ly, rồi những phím bấm chức năng của chiếc xe để anh chị và các bạn có thể tham quan. Đấy, hệ thống đèn LED viền, rồi là hệ thống giải trí âm thanh chất lượng cao cấp, loa Harman, vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng cùng với rất nhiều tính năng hỗ trợ người lái để anh chị và các bạn có thể trải nghiệm đầy đủ. Em mời anh chị và các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và lái thử anh chị nhé. Đây là những cái chi tiết về vô lăng, phím bấm chức năng này. Rồi là những cái phần màn hình giải trí, giao diện tiếng Việt. Rồi các phím này của chiếc xe anh chị có thể thấy. Nó được bố trí rất là hài hòa và thuận tiện để anh chị và các bạn có thể đảm bảo mình có thể thao tác dễ dàng trong quá trình mình đang lái xe để mang lại an toàn cho người lái. Đấy, những đường nét tổng quan về không gian khoang lái của chiếc xe thì em cũng quay qua tỉ mỉ để cho các bác có thể tham quan. Và sau đây thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan về hệ thống máy móc của chiếc xe để các bác có thể là đánh giá tổng quát nhất. Với những hận phần như là hệ thống keo chỉ ốc ác của chiếc xe, mọi chi tiết nó vẫn giữ được độ đẹp và độ nguyên bản cao. Đây là những cái phần chi tiết về những con ốc thanh rằng của chiếc xe để anh chị có thể đánh giá được là xe có bị đâm va hay là tháo gì không. Và chiếc xe BMW 430i phiên bản M Sport sản xuất 2021 hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với mức giá cực kỳ hấp dẫn, chỉ với 3.299.000. Giá này thì đơn vị vẫn còn thương lượng và giảm giá khi liên hệ trực tiếp hotline trên màn hình cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe.
Cảm ơn chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ. Rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ và đóng góp của anh chị và các bạn.